Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Yeah. Ok anh em ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái video ấy về sẽ khởi đầu cho một cái chuỗi hành trình cụ thể là với cái nhà xe Thư Kỳ. Anh em ơi, mỗi nhà xe Thư Kỳ, nhà xe rất là nổi tiếng rồi, nói chung là khá là phổ biến ở Việt Nam ha. Đây là nhà xe Thư Kỳ ha, và đây là cái skin của nhà xe Thư Kỳ luôn. Ấy, đây anh em thấy không? Đó, đây là nhà xe Thư Kỳ nha. Đó, và anh em thấy là hiện tại á là sẽ đi từ Sài Gòn đi về Đắk Miêu ha, Đắk Miêu, Đắk Nông đó anh em. Đó, và hiện tại thì vẫn đang có mặt ở bến xe miền Đông anh em ơi. Đây, ở chỗ này đang dừng, đây chính là cái bến xe miền Đông ha. Đó, và khách thì đang ở dưới xe chưa có cho lên. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một cái chuỗi về những cái hành trình nhỏ nhỏ thôi, giống nghĩa là mỗi ngày thì mình sẽ quay một cái video tầm 15 đến 20 phút đó, rồi ngắn ngắn vậy thôi, để cho anh em theo dõi hết một cái chuyến hành trình xuyên suốt cái map Việt Nam nó sẽ như thế nào ha. Hổm vậy thì cứ chạy nguyên một cái điếu đường dài, anh em không biết được là đi từ đâu đến đâu. Thì hôm nay mình sẽ làm những cái chuỗi video nhỏ nhỏ vậy đi, cho anh em có những phút giây giải trí. Nếu mà cảm thấy làm việc căng thẳng mệt mỏi thì lên xem lái xe buýt ha. Ok, và bây giờ á chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu cái hành trình hôm nay ha. Thì mình giới thiệu một tí xíu về nhà xe Thư Kỳ ấy, thì anh em có thể gọi số hotline là 1900 2848 để mà chúng ta có thể đặt vé đi xe Thư Kỳ ha. Và biển số nó là 51B28343, thì cái biển số này á vẫn vẽ kim, vẫn lấy đúng với cái biển số nhà xe Thư Kỳ luôn. 51 là ở Sài Gòn anh em nha, và đang xuất phát là bến xe miền Đông ha. Ở đây nó có một cái logo đặc trưng của nhà xe Thư Kỳ, đó là logo của xe khách vn.com ha. Logo này rất là lâu rồi, nó có từ năm 2013 anh em ơi. Đó, đến từ năm 2013 ha. Ở đây nó có một, đây có dòng chữ màu vàng lên là New ha, Pentium Mobihome 2019 anh em. Đó, nhà xe Thư Kỳ ha. Thì đặt vé là anh em có thể gọi đi một cái số line là 0925 217 217 hoặc là 0965 217 217, để khi mà có thắc mắc hay cái gì về nhà xe anh em cứ gọi alo là xong, là tới nơi ha. Đó, thì đây là toàn bộ những cái gì mà xe Thư Kỳ nó có, mình giới thiệu rất là thật rồi. Đó. Thì hiện tại là bây giờ là chúng ta sẽ đi xe phòng VIP anh em ơi ha, đi xe phòng VIP chứ không phải là đi xe giường nằm nữa. Đó, đi xe phòng VIP đó, thì mình đi xa mà, cho nên mình chở bà con có cái phòng nằm cho nó thoải mái ha. Ok, giờ thì mình sẽ mời hành khách lên xe để chúng ta chuẩn bị lên đường nha. Ok. Hàng hóa, hành lý, hành khách đang cho lên xe. Đấy anh em, thôi một phát một là lên xe lên. Mấy người này không có đi cho nên là ở đó thôi ha. Đây là cái chuyến đường mà chúng ta đi à, chị Google chưa load được đó. Cơ bản là chúng ta sẽ đi từ bến xe miền Đông này anh em, đi qua thị xã Thuận An, Bình Dương ha, để chúng ta đi về cái chỗ trạm dừng chân Phước Hưng ha, một cái trạm dừng chân cũng khá là nổi tiếng ở Bình Dương, dành những mà anh em là chạy xe khách thì đều biết ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Đây, mình giới thiệu sơ sơ về trong xe thì cũng không có gì đâu anh em ơi. Hiện tại là 15 giờ 24 phút, là tầm 3 giờ chiều ấy, gần 4 giờ chiều ha. Đó, thì cũng không có gì đặc biệt ha. Có cái khăn giấy để cho bụi bà con nào có ăn uống gì, không có khăn giấy thì lên có thể là vệ sinh rồi các kiểu, nó sạch sẽ thôi ha. Một cái tượng Phật ha, rồi đây là một cái bảng đồng hồ điện tử cho chúng ta biết về km đang chạy, rồi số hiện tại là mo này, nên mo là n nè ha, và tốc độ đang là không ha. Đó anh em thấy không, đây là cái bảng GPRS ha, một lon bột cụng để tài xế uống khi mà buồn ngủ vậy thôi. Một cô lơ xinh đẹp đi theo ha, cộng với lại một cái tủ lạnh nho nhỏ cho chứa đồ ăn đồ uống á, cho ví dụ như khách nào mà muốn uống lạnh hay gì đó thì có thể lên gửi đó, rồi đi xíu lấy uống vậy thôi ha. Ok, giờ đi mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình thôi, đóng cửa nè. Ha, đây mình sẽ test test còi cho anh em nghe nha. Ha, đây anh em nghe này. Đó, cơ bản thì tiếng còi cũng được. Ok ha, bây giờ anh em chúng ta lên đường nha. Quên. Ok, xe rời bến đây anh em ơi. Ồ, anh em thấy không, nguyên một dãy xe đủ màu sắc luôn, bến xe miền Đông rất là nhiều xe luôn nha anh em ơi. Đấy, ok, mình anh em đã khởi hành rồi anh em ơi.
sẽ mở nhạc lên. Xe khá nhiều quá anh em ạ. Okay, let's go. Cái kèn hơi nhỏ đây em ha. Kèn hôm nay nó hơi nhỏ một tí xíu. Đây là cái chỗ mà chúng ta đi qua bến xe miền Đông đó anh em. Cái đường cái cầu nãy nó vừa qua là cầu Bình Triệu ha. Cầu Bình Triệu Bình Lợi. Đây có một cái cúp mắt nè. Đây là cái chỗ xe Phương Trang đậu thường khi rất là nhiều anh em ơi, chỗ xe Phương Trang nó đậu rồi. Hiện tại anh em thấy không, cái đồng hồ nó báo nè đó, là mới chạy số 5 anh em nha, và 70 km trên một giờ nha đó. Và chị Google cũng báo chúng ta biết là chúng ta đang có cái đoạn đường đi đó anh em. Ha, đây là cái bảng này đúng không? Bình Dương nè, ngã tư An Sương nè, Đồng Nai nè, Suối Tiên nè. Chết bà. Lo nói chuyện với em đâm vô cái cây. Đó, ngã tư An Sương, Bình Dương nè đúng không? Cái bảng chỉ dẫn nè. Đó. Quốc lộ 1A giờ chúng ta đi về Đắk Nông, Đắk Miêu thì chúng ta sẽ đi thẳng luôn nha. Ồ, cảnh sát giao thông đứng đằng kia kìa đúng không? Đó. Trời ơi, đang lập biên bản mấy anh trai. Đang lập biên bản mấy anh trai nữa anh em ơi. Cái kèn nó hơi nhỏ nhỏ ta ơi. Ở ngoài thì anh em nghe lớn nhưng mà ở trong là nghe nhỏ. Nè thấy không? Ở ngoài nghe rất lớn nha. Đây nè, ở ngoài nghe nè. Đó. Đây là tỉnh Bình Dương rồi nè anh em ha. Ok, mẫn sẽ làm từng cái video nhỏ nhỏ, đi qua mấy cái trạm nào thì mẫn sẽ nói luôn cho anh em để mà anh em biết được là chúng ta sẽ đi đến đâu. Đại lộ Bình Dương nè anh em ơi, trạm thu phí. Xe của Thành Bưởi nè anh em, xe nhà xe Thành Bưởi nha. Đường này nó cho nó chạy 50 km một giờ thôi. Đường thì cũng ok mà chỉ cho chạy được có 50 km một giờ anh em ạ. Này vẫn nghĩ là có thể là do khá cảnh sát giao thông đứng trên đường này nè, cho nên là nó quy định vậy, mà anh em chạy lố là dễ bị hốt cơm lắm mà. Thị xã Thuận An, Bình Dương anh em nha. Đấy, 50 km trên giờ thì vẫn chạy bốn mấy thôi, đâu có nhiều đâu. Con xe Coyron gì đây? Chạy đua theo những cuộc vui xa thâu đêm.
chỗ này một cái khu khá là lớn anh em ơi, không biết chỗ này là cái gì nhưng mà xe hơi đậu đầy luôn kìa. Đấy, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nè, nhà xe Thư Kỳ rất đẹp anh em ơi, nhà xe Thư Kỳ thì rất đẹp. Nó chỉ có điều là cái skin vẽ của nhà xe Thư Kỳ nó hơi khó tí xíu thôi. Đấy, nó không giống như những cái skin khác, nó quá nhiều chi tiết, nó hơi khó thôi. Chứ cơ bản thì nhà xe khá là ok. Này đường khá đông anh em ạ. Đấy, vẫn chạy nãy giờ nhấp nhấp nhẹ nhẹ số 3 thôi mà cũng lên gần 60 km trên một giờ rồi nha. À, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương anh em ơi, quốc lộ đang đi quốc lộ 13 nha. Đấy, chạy đúng 60 km trên giờ thôi, không chạy lố luôn. Chúng ta tới nơi rồi. Chị Google chưa hết báo tin tới nơi rồi. Đã tới đâu? Trạm dừng chân Phước Hưng nó cũng nằm không xa lắm anh em ơi. Nhưng mà cơ bản thì cũng ấy, đang đèn đỏ anh em nha. Đó, đèn xanh rồi kìa. Chỗ này là cái gì đây? Trạm thu phí anh em ơi. Trạm thu phí chú gì đó. Thì xe mới đang chơi là xe anh Trần Đinh Quốc An nha. Xe này xe chính luôn anh em ơi, không phải là dạng đau free hay là cái gì cả. Anh em đau free thì sẽ gặp rất là nhiều lỗi nha. Còn anh em đi xe chính của anh Trần Đinh Quốc An thì sẽ nó sẽ ổn hơn, nó sẽ không có bị lỗi cho anh em khi mà anh em chơi. Đấy, còn map này là của bạn Phạm Thạch. Bị gì vậy? Ôi ôi, cái chỗ này nó nhỏ xíu vậy trời. Chỗ này nó nhỏ xíu anh em ơi. Rồi nó bị dướng rồi. Ủa, mình thấy nó có bị dướng gì đâu mà sao vấn đề 3 nó không chạy luôn anh em ơi. Anh em chờ tí nha. Đề 3 nó không chạy luôn mới ghê chứ. Có dướng gì đâu. Rõ ràng không dướng luôn anh em ơi. Lui thì lui, lui được nè. Lui được nha, nhưng mà chạy lên thì không được. Ờ, cái gì mà nãy trả tiền rồi giờ lui về cái trả nữa. Ok, anh em vô lại nha. Ồ, cái chỗ này anh em đi phải cẩn thận đi xíu nha. Nó cái chỗ đó quá nhỏ. Thế nó quá nhỏ dành cho xe khách luôn á. Trời ơi. Lâu quá không lái xe khách lại giờ lái qua mấy khu nhỏ nhỏ đó toàn bị lỗi này mà. Đèn đỏ này. Anh em nhớ nha, lưu ý chúng ta nên chọn mấy cái trạm tự động á, nó bự hơn. Còn khu đó nó nhỏ quá anh em ơi, hồi nãy nó hơi nhỏ thật sự luôn ấy. Mở đi qua nó vướng luôn. Thank you.
đường 13 bây giờ tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều mà nó vẫn vắng dữ vậy ta. Thành phố Bến Cát ha. Đường cũng khá vắng anh em ạ. Đường này cũng khá là vắng nha. Người không có đông xe. Đường này chắc tha hồ bắn được anh em ơi. Chắc không có bị bắn nút độ gì đâu. Thôi chơi bé thôi, không to được bạn đổi mắn lên. Đón em ơi, hãy để lên vai này anh cho anh thơm. Ô con Lamborghini phía trước này em ơi. Con bò à, bò màu trắng nó phía trước anh em ơi. Thành phố Đồng Xoài, xã Tân Uyên này. Đi thẳng luôn anh em nha. Hắn luôn, hắn luôn, hắn luôn. Ô con bò nè anh em ơi, con bò, con bò, con bò. Ôi cái con, cái xe buýt kia chạy, ôi ôi, nó đắp đầu con bò đi xíu là nát đầu bò rồi. Con phía dưới chạy hơi ẩu anh em ơi, để nó đắp qua cái đầu con bò kia đi xíu là nát cái đầu bò rồi. Đèn đỏ anh em không? Đèn đỏ anh em thấy không? Ôi ông kia đi SH luôn ghê không? Ôi SH luôn ấy. Ông nói đi SH luôn anh em ơi. Ôi cha nội SH chạy cũng ẩu quá mấy ơi, chạy không ẩu không. Trời ơi. Lại mấy thánh này. Ok nha, anh em ta tới trạm dừng chân Phước Hưng nha. Trạm dừng chân Phước Hưng anh em ơi. Trạm dừng chân này cũng hơi vắng vậy ta. Đây nó không chậm dừng chân Phước Hòa chứ mà nó lộn Phước Hòa bà nội ơi, Phước Hòa bà nội ơi. Nay cũng thấy khá vắng nè anh em ơi. Chậm dừng chân Phước Hòa cũng hơi khá là vắng.
Ok. Ok nha. Đó thì anh em chúng ta đã tới trạm dừng chân Phước Hòa, tỉnh Bình Dương anh em nha. Đó thì hôm nay thì cái chuyến hành trình đầu tiên của nhà xe Thư Kỳ sẽ khởi hành từ bến xe Miền Đông và đi đến trạm dừng chân Phước Hòa, tỉnh Bình Dương ha. Thì lần sau mới sẽ đi từ trạm dừng chân Phước Hòa này chúng ta sẽ đi lên Bình Phước thì phải. Đây, anh em lúc nãy chúng ta đi được một chặng đường như thế này rồi ha. Rồi lần sau chúng ta sẽ đi lên chỗ Bình Phước nè anh em ơi, Đồng Xoài Bình Phước nha. Đó, thì mình sẽ làm những video ngắn ngắn nhỏ nhỏ vậy thôi để cho anh em coi nó không có bị dài ha, đỡ bị nhàm chán. Ấy mỗi lần chúng ta khám phá một đoạn đường nhỏ nhỏ thì khám phá từng chỗ, từng cái địa điểm nó nổi tiếng để cho anh em nắm bắt được cái map Việt Nam của Phạm Thạch nó sẽ có những gì ở trên map Việt Nam nha. Ok, thì nhà xe Thư Kỳ xuất phát từ bến xe Miền Đông đã cập bến trạm đã tới trạm dừng chân Phước Hòa tỉnh Bình Dương ha. Thì video bọn đây là hết, anh em thấy hay thì cho mới xin một like, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh rồi nhấn cái chuông để đón xem tập sau của Mẫn nha. Bây giờ bye bye anh em, và chúc anh em một ngày vui vẻ. Yeah, bye bye.